À, cúi đầu thôi, cúi đầu xuống. Rồi. Thường ngày thì ngày nào cũng cứ cô để chuông đồng hồ đúng 3 giờ báo thức là cô dậy ra ngoài cửa thì là để quang gánh ở ngay cửa. Rồi cô bắt đầu đi mua hàng thì cô cứ phải sờ theo bờ tường. Thế là đến đống đường vòng thì nó hững một cái thì cô biết. Chứ còn thì nhìn thì cô không nhìn thấy. Cô bị bẩm sinh từ thời bé. Đường đi nó đông mà mình chưa quen thì nhiều lúc nó nạt. Cô chỉ đi đường thẳng thôi, chứ còn nếu đã ngoẹo sang một tí hoặc là lệch hướng một cái thì cô không biết để mà chỉnh nữa. Cho em đi vợ. Vâng. Đây được rồi ạ. Vâng, đây, vào đây. Chị cảm ơn em. Hàng nào to bảo em rồi. Bao nhiêu em? Dạ. Bao nhiêu em? 14. Cho chị 5 cân. 5 cân. Em lấy tiền giúp chị. 715.000. Vâng, em lấy giúp chị. Có 650.000 thôi. Vâng, thì em lấy thêm mà chị chả nhìn rõ đâu. 700. Rồi. Cứ bình tĩnh đã. Cô ra ngoài này thì được 5 năm rồi nhưng mà vâng mới đầu thì có em dâu nó mang đi. Nó đi làm việc khác thì cô tự lực. Đều đặn thì chỉ được 600 thôi, còn hôm nào tháng nào đắt hàng thì được 700. Đấy là ăn tiêu trừ tiền ăn, tiền tiêu, tiền trọ thì rồi để ra đấy. Thế là cô thấy là hạnh phúc lắm rồi, tại vì là nếu như ở quê thì cô chả làm gì được. Cân thì cô cứ lần theo cái cân treo từng khắc một cô bán cho khách. Vâng, lần sau cô phải vào cháu là 1, 2. Lúc trả lại tiền hoặc là cô người ta đưa cho cô thì người ta bảo bao nhiêu thì cô biết bấy nhiêu. Thì đến khi phải dán lại thì cô lại bảo là chị lấy giúp em thì người ta lại tự động người thân lấy. Ai đưa cho cô tờ nữa 50.000 thì là cô kẹp 2 tờ thì làm 100. Thế còn thì thường tiền 100 thì cô gấp đôi để cô nhớ. Mai cô lại hỏi người ta là tờ này là bao nhiêu. Nhưng lúc kia có kiếm được một đồng, có khi cô còn nhịn đói, cô chả dám ăn. Cô chả được bằng người vì người ta có 2 con mắt sáng sủa. Cô thì chả nhìn thấy mà cô vẫn phải nằm bò đi kiếm ăn. Cô không dám đi ăn mày ăn xin thì cô cảm thấy tủi thân. Cô nghĩ rằng ở đời này thì cứ sống thật thì lại gặp nhiều điều may. Thì tôi cứ lấy niềm vui và lấy mọi người xung quanh thương yêu giúp đỡ cô để cô cố gắng vượt qua khó khăn cháu ạ. Sức khỏe của cô nó đã có hạn mà mắt mũi cô thì càng ngày nó càng mờ kém quá rồi, thì cô chỉ cố gắng đi được lúc nào hay lúc đấy.